Phóng viên là nghề cần phải đi, cần phải dấn thân vào thực tế mới có được những tác phẩm mang nhiều cảm xúc và chất lượng. Sao vinh quang nghề nghiệp là sự nhọc nhằn và đôi khi có cả nguy hiểm mà không phải bất kỳ ai cũng thấu hiểu. Đối với phụ nữ, chọn nghề phóng viên thì lại càng vất vả hơn. Tuy nhiên, với lòng yêu nghề, sự nhiệt quyết và trách nhiệm, những nữ phóng viên vẫn luôn nỗ lực bước đi trên con đường mà mình đã chọn. Trong phóng sự sau đây, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị câu chuyện của hai nữ phóng viên đài truyền thanh huyện, những người được anh em trong nghề gọi là phóng viên 2-1, bởi có thể vừa quay vừa viết. Hồng Thấm là phóng viên nữ duy nhất của đài truyền thanh huyện Đông Hải, có tuổi nghề còn khá trẻ. Khoảng hơn 2 năm trước, Hồng Thấm được về công tác tại đài truyền thanh huyện và được phân công nhiệm vụ là phóng viên, vừa quay phim, vừa viết tin bài. Là phụ nữ, nhưng Hồng Thấm không ngại mang trên vai chiếc máy quay và cả chân máy quay phim có trọng lượng lên đến gần 10kg đến những vùng sâu, vùng xa để kịp thời phản ánh tình hình lao động sản xuất và đời sống của người dân. Không chỉ vừa quay vừa viết, mà Hồng Thấm còn được mọi người gọi vui là phóng viên đa năng, vì có thể phụ trách đọc và dẫn tin bài nếu đồng nghiệp cần hỗ trợ. Nữ thì đi phóng viên thì mình phải dắt máy, chân máy nó nặng nề, hoặc là đi mưa gió, rồi là một phóng viên của huyện thì tụi em ở đây thường đi xã thì nó cái đường đi nó cũng khó khăn, nhưng cái nhiệt huyết với nghề thì tụi em cũng cố gắng hoàn thành công việc. Nếu mà đi ngay gặp ngay thời tiết mưa gió, khi đi mưa thì mình thường là người ta thường đi mưa là phải lo mặc áo mưa trước bản thân mình trước, nhưng mà nói với phóng viên thì lo cái máy mình trước. Khi mình được làm cái công việc này á thì cái nghề của mình đam mê á, cái mình tự có cái nhiệt huyết, mình thích tìm tòi học hỏi thêm. 23 năm làm nghề báo, phóng viên Hồng Đào, đài truyền thanh huyện Hòa Bình có rất nhiều kỷ niệm vui buồn với nghề. Dù đã quen với công việc, quen với những chuyến về vùng sâu vùng xa, quen với cảnh thức đến tận khuya để hoàn thành bài viết, thế nhưng vẫn có những lúc vất vả và áp lực nghề tưởng chừng không vượt qua nổi. Hồng Đào cho biết đó là lúc mang thai đứa con thứ nhất được khoảng 6 tháng. Nhưng do cơ quan thiếu phóng viên nên phải vừa mang bụng bầu vừa dắt máy quay đi tác nghiệp. Rồi đến lúc sinh con xong, chỉ mới hơn 3 tháng, thì Hồng Đào phải sớm gửi con nhỏ để trở lại với công việc. Cả hai lần sinh con đều rơi vào hoàn cảnh tương tự. Nghề phóng viên thì thường làm việc không theo giờ giấc cố định. Có những lúc phải đi công tác sớm và về đến nhà thì tối muộn, hay vào những ngày nghỉ cuối tuần phải đi công tác đột xuất. Hồng Đào luôn cố gắng thu xếp hài hòa, vừa làm tròn nhiệm vụ người vợ, người mẹ, vừa đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ mà cơ quan giao phó. Nữ mà đã làm cái nghề của nam là đã vất vả rồi, mà lại còn vác cái máy quay, nó đôi khi nó cũng mệt dữ lắm. Nhưng mà cứ có khi chạy một ngày, chạy 2-3 xã, xã này qua chạy qua xã này, xong mà chạy qua xã khác, nọ rồi để cho nó kịp tin bài này nọ, nó đòi hỏi phải sớm, phải nhanh này nọ tin bài, thì mình phải chịu khó cực khổ một tí, đôi lúc mệt mỏi lắm, nhưng mà thôi vì công việc mình đam mê với nghề mình phải theo nghề đó. Là nhiều khi đôi chung là nhiều cái cũng vui lắm, đi xuống cơ sở này nọ được bà con thương này nọ, mình cảm thấy vui lắm, an ủi tinh thần của mình. Đôi khi mình muốn quay lại đúng là lúc trẻ trẻ để mình đi nhiều hơn chút nữa. Đây là hai trong số những phóng viên nữ đang công tác ở các cơ quan báo chí tại tỉnh Bạc Liêu. Đội ngũ nữ phóng viên đã và đang góp phần không nhỏ vào sự phát triển của báo chí tỉnh nhà. Dù nghề báo có nhiều vất vả khó khăn, nhưng với lòng đam mê, yêu nghề, nhiệt huyết, những phóng viên nữ vẫn đang cần mẫn làm việc và luôn chắc tay máy, vững tay bút để đưa đến cho người nghe, người xem những hình ảnh đẹp nhất, những thông tin mới nhất, chân thực nhất của đời sống xã hội.